Tiếp theo chương trình là chuyên mục chuyện tối nay. Hiện nay, nhiều trường đại học bắt đầu triển khai phương án tuyển sinh năm 2025. Trong bối cảnh trường đại học ngày càng đẩy mạnh tự chủ, phương án, cách thức tuyển sinh của các trường phong phú đa dạng sẽ tạo nhiều cơ hội lựa chọn nguyện vọng cho thí sinh. Nhưng cũng vì đó mà đã có hiện tượng nhức nhối trong tuyển sinh nhiều năm qua, gây mất công bằng. Và để bàn luận về câu chuyện này, xin được chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đến từ Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng ạ, vâng, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, cứ thời điểm này thì các học sinh cuối cấp và bậc phụ huynh đều lo lắng cho việc thí sinh thi cử và xét tuyển. Với xét tuyển đại học, nhiều trường đã có những phương thức xét tuyển sớm và chủ động hơn. À, trong đó phương thức xét tuyển bằng học bạ vẫn tiếp tục có tăng theo từng năm. Vậy thì anh nghĩ sao về cái hiện tượng này? Dạ vâng, năm 2024 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có cái công bố về cái phương thức xét tuyển hiện nay có đến 20 phương thức xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. trong đó thì phương thức xét tuyển bằng học bạ vẫn là một trong phương thức mà được rất là nhiều trường đại học người ta lựa chọn để tuyển sinh trong cái năm học 2024 và cũng như là những năm trước đây. Có lẽ là cái bởi cái phương thức xét tuyển bằng học bạ thì nó cũng có những cái ưu điểm và điều quan trọng hơn cả đó chính là họ sẽ đảm bảo được cái nguồn tuyển sinh ngay từ khi mà các em học sinh trước khi trước khi tốt nghiệp thưa anh là 60% thí sinh trúng tuyển đại học bằng học bạ có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tổ hợp 3 môn, thấp hơn 3 điểm so với những em đỗ bằng xét điểm thi. Kết quả đối sánh được vụ giáo dục đại học công bố tại hội nghị tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điều này phải chăng đã được bộc lộ cái sự thiếu công bằng. Dạ vâng. Có lẽ là lúc ban đầu khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đại học cao đẳng tuyển sinh dựa trên phương thức xét tuyển học bạ thì cái 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 phương thức này nó cũng thể hiện những mặt tích cực bởi vì nó sẽ đảm bảo được cho các em học sinh cái cơ hội được trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng sớm và trong một cái thời gian tương đối thì cái phương thức này thì vẫn là đảm bảo được cái cái yêu cầu đảm bảo chất lượng của nó thế tuy nhiên trong thời gian gần đấy thì chúng ta thấy rằng nó bộc lộ những cái vấn đề có thể mang nói bất cập bởi vì chúng ta thấy rằng là không phải bất kỳ một cái trường phổ thông nào cũng 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 có cái đánh giá Kết quả học tập của học sinh nó giống nhau Bởi vì chúng ta nhìn so sánh rằng là Có những cái học sinh ở những cái khu vực Có thể uh, vùng sâu Vùng xa hay những cái vùng rất là hẻo lánh Nhưng lại có cái điểm Cái điểm học tập của các môn Học cho bại lại cao hơn là so với Học sinh ở thành phố và vì thế chúng ta thấy Rất là điều Một cái điều mà nó trái khoáy đó là gì Nhiều học sinh giỏi ở bậc uh, trung học phổ thông Nhưng mà cái điểm thi đại học hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học của Quốc gia lại thấp hơn so với những học sinh ở những khu vực khác và cái chính cái điều này nó thể hiện cái 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 sự thiếu công bằng ở đây à, bởi lẽ chúng ta thấy rằng cái cái học khi học sinh thi kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia ấy, đó là một kỳ thi mang tính quốc gia và cái việc mà tổ chức thi nó rất là nghiêm túc và cái những cái cái đề thi nó có tính phân loại và về đấy cái điểm thi nó phản ánh khá đúng cái năng lực học tập của các học sinh bởi vậy cái việc mà cái điểm thi tốt nghiệp của các em học sinh thì về cơ bản nó phản ánh đúng cái khả năng học tập trong khi đó cái điểm mà ở trong học bạ thì lại do giáo viên bộ môn người ta cho học sinh và cái việc cho học sinh đó nó không chỉ dựa trên năng lực mà nhiều khi có thể do một cái lý do này lý do kia trên là nhiều cái hiện tượng mà ở một số trường người ta lạm phát cái điểm cao cho học sinh để đẹp học bạ nó đang diễn ra và chính vì thế nó nó dẫn đến cái sự thiếu công bằng khi mà học sinh chỉ tập trung vào làm đẹp học bạ mà thay vì cái việc mà các em nỗ lực học tập để có được cái 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 năng lực thực sự tốt để có thể đảm bảo được vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp và đây chính là cái cái điều bất cập mà khi mà phương thức học bạ là cái phương thức xét tuyển chính ở một số trường đại học và cao đẳng vậy theo anh thì cái phương thức xét tuyển sớm của các trường đại học thì có ưu điểm hay là cái nhược điểm như thế nào thực ra ấy, cái việc mà xét tuyển sớm ấy thì đây chính là một trong những cái À, cái, cái điều mà nhiều trường đại học, đặc biệt là những trường đại học tư thục hoặc là những cái trường đại học mà ở cái tốp giữa và tốp dưới, ấy, người ta rất mong chờ. Bởi vì sao? Bởi vì là à, chúng ta vẫn biết rằng là cái khâu tuyển sinh đại học bây giờ nó là một trong những yếu tố then chốt. Trường đại học mà không có sinh viên thì chắc chắn trường đại học sẽ phải đóng cửa. Đó là một trong những yêu, yêu cầu. Và vì thế khi mà người ta chủ động được cái nguồn tuyển sinh cũng như đảm bảo được là một cái lượng nhất định à, học sinh sẽ học ở tại trường họ thì người ta sẽ lựa chọn cái phương thức này và vì thế thì cái ưu điểm có lẽ là nó sẽ phù hợp nhiều với các trường đại học mà 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 cái khâu tuyển sinh gặp khó khăn hơn nữa thì đối với xét tuyển bảo bạ thì nó lại phù hợp với rất nhiều học sinh và phụ huynh khi mà cái năng lực học tập nó có thể ở một cái trường mực nào đó trong khi đó thì vẫn có cái nhu cầu để mà đỗ vào một cái trường đại học để theo đuổi một cái ngành học nào đấy và vì thế thì họ sẽ có một sự chuẩn bị trong suốt 3 năm để có được một cái học bạ tốt để mà chắc chân một trong cái trường đại học và chính vì thế chúng ta thấy rằng cái cái có thể nhìn cái mặt lợi thì có thể nó ở ở cái góc độ rằng là đảm bảo được cái nguồn tuyển sinh nhưng mà cái điều bất cập ấy nó là cái câu chuyện thiếu công bằng có thể chúng ta chúng ta không thể mà khẳng định ngay là tất cả học sinh với học bạn đẹp thì đều là uh, do những cái uh, lý do này hay là do những cái thao tác kia chúng ta không 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 phủ nhận cái điều đó thế tuy nhiên chúng ta vẫn thấy rằng là cái việc mà uh, chỉ dựa vào cái điểm xét học bạ không thôi ấy, thì chắc chắn rằng là nó không đảm bảo được cái yếu tố phân loại à, trên thực tế thì cái con số bộ bộ giáo đào tạo có đưa ra ấy, đó là cái điểm à, thi tốt nghiệp Cho học phổ thông quốc gia của những học sinh mà đã trúng tuyển bằng xét tuyển học bạ bao giờ cũng thấp hơn so với cái điểm thi của các em mà à, với xét tuyển bằng các phương thức khác ấy, thì điều này đã bộc lộ cái yếu tố bất cập của nó thôi rõ ràng là cái phương án mà phương thức mà xét tuyển của học bạ thì nó không phản ánh đúng cái học lực thực sự của các em thí sinh phải không ạ có thể một phần tôi nghĩ rằng là phương thức học bạ nó 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 chỉ phản ánh bởi vì chúng ta hình dung này cái hai kỳ thi là rất là khác nhau ừ, cái kỳ thi tốt nghiệp chung của Thuốc quốc gia ấy, là nó một mặt nó được sử dụng cái để xét cái tốt nghiệp mặt khác nó có tính phân loại để các trường đại học dựa vào đó để mà tuyển sinh uh, học sinh phù hợp trong khi đó học bạ thì chỉ đánh giá cái điểm môn học của từng học kỳ trên là giữa hai cách thức mà chấm điểm nó rất là khác nhau nên việc học bạ nhiều khi giáo viên thưa học sinh hoặc là một lý do là đó mà người ta có thể cho điểm cao hơn bình thường mà chúng ta thấy rằng hiện nay xã hội đang nói rất là nhiều trường phổ thông và thậm chí nhiều trường học lại lạm phát điểm 9 điểm 10. Rất nhiều học sinh có thể tốt nghiệp mà học sinh giỏi nhưng mà đến thi tốt nghiệp cũng chưa chắc đã đỗ. và vì thế cái điều học bạ chưa hẳn đã phản ánh đúng cái năng lực thực sự thực sự của em. Vậy thì phương án xét tuyển của học bạ này thì có nên được duy trì hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc xét tuyển học bạ thì nó cũng có những cái mặt tích cực của nó. Bởi vì là nếu mà chúng ta đánh giá công bằng ấy, thì trong 3 năm thì nó là một cái tiêu chí để các trường dựa vào đó có thể đánh giá thái độ đánh giá cái sự nỗ lực của các học sinh tuy nhiên nó chỉ là tiêu chí phụ thôi à, bởi vì nếu mà coi việc xét tuyển học bạ nó là tiêu chí chính thì học sinh sẽ thay vì cái việc em nỗ lực trong từng năm thì các em có thể bằng cách này hay bằng cách kia để có được cái điểm tốt để mà có được cái cái học bạ nó gọi là nó đẹp để đảm bảo cái cái việc đỗ vào đại học cho nên thì cái việc mà cái, cái năng lực các em ý thì nó lại sẽ không được phát huy và chính vì thế tôi nghĩ rằng là để mà làm tốt cái công tác tuyển sinh và vẫn sử dụng phương thức xét tuyển bạ thì xét tuyển bạ nó chỉ là một tiêu chí phụ có thể bộ giáo dục đào tạo sẽ đặt ra một cái ngưỡng gọi là ngưỡng đảm bảo chất lượng khi học sinh khi tốt nghiệp mà tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt được cái điểm ngưỡng ngưỡng tối thiểu đó rồi thì các em vẫn có thể sử dụng cái điểm học bạ của mình để xét tuyển vào các trường đại học hay cao đẳng mà các em mong muốn hoặc là các em sẽ có những cái chứng chỉ quốc tế hoặc là có những cái những cái yêu cầu khác thì có thể sử dụng học bạ như là một cái tiêu chí xét tuyển thêm thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái hình thức tương đối là 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 tốt tuy nhiên ý, thì tôi vẫn nhận nhắc lại đó chính là nên chỉ là một tiêu chí phụ trong việc xét tuyển vào trường các trường đại học và cao đẳng như vậy là nên chỉ là một cái tiêu chí phụ thôi đúng không ạ và các trường nên đặt thêm cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thế nào để đảm bảo cái sự công bằng cho hai nhóm thí sinh này tôi vẫn nghĩ rằng là cái cái việc mà điểm thi tốt nghiệp trung học quốc gia nó vẫn là một trong những cái uh, điểm mà có cái yếu tố phân loại và nó đảm bảo cái yếu tố công bằng trung thực cũng như là nó phản ánh khá chính xác cái năng lực học tập của các em Cho nên là cái ngưỡng đầu vào ấy thì các trường nên lựa chọn một cái ngưỡng tối thiểu. Tôi nghĩ rằng ví dụ như là các em có thể lựa chọn 3 môn, thì cái ngưỡng tối thiểu đầu vào nó phải từ 15 là tối thiểu và có thể là uh, sẽ là cao hơn tùy theo cái nhu cầu cũng như là tùy theo cái uh, cái 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 um, cái sự lựa chọn định hướng của các trường đại học. Nhưng tôi nghĩ rằng không nên thấp hơn uh, cái điểm 15. À, vâng như vậy là sẽ không để thấp hơn cái điểm 15 đúng không ạ? Và, và cái để giảm bớt cái sự thiếu công bằng thì theo anh nên có quy định là chỉ được công bố trúng tuyển sau khi mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông hay không? Tôi nghĩ điều này cần, điều này rất là cần. À, bởi vì sao? Bởi vì là à, khi mà học sinh đã, chúng ta đang nói yếu tố công bằng đây là khi một học sinh, các em đã đảm bảo được một cái xuất vào đại học rồi, thì vô hình chung thì nó, nó trường đại học đó sẽ giảm đi cái cái gọi là cái chỉ tiêu của những cái phương thức xét tuyển khác. À, và vì vậy những học sinh có năng lực, có khả năng, thậm chí điểm rất là cao, nhưng vì các em phải cạnh tranh ở trong cái nhóm một phần còn lại trên là có thể cái cơ hội vào đại học mà cái ngành em mong muốn sẽ không đáp ứng được trên là dẫn đến là sẽ có một cái hiện tượng là những học sinh có năng lực học tập bình thường thì trúng tuyển trong khi đó những học sinh mà có cái năng lực tốt hơn thì lại bị trượt và vì vậy cái việc mà xét trúng tuyển sớm ấy, thì có lẽ là nó chúng ta cũng nên tránh bởi vì khi mà xét trúng tuyển sớm như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái tình huống như tôi vừa mới mới chia sẻ và như thế nó mất đi cái cơ hội của những bạn học sinh uh, xét tuyển bằng những phương phương thức khác cho nên là nên tôi nghĩ rằng Bộ Giáo dục đào tạo nên uh, đưa ra cái quy định ấy đó là các trường đại học không nên công bố những học sinh mà đã trúng tuyển sớm để tạo ra được cái sự công bằng sau khi mà đã có kết quả thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Vâng rất cảm ơn uh, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay và đã có những chia sẻ xung quanh cái vấn đề mà xét tuyển đại học sớm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại